tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng người hay hủy diệt?" Người giảng mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Suy niệm: Chúa Giêsu đã chữa lành một người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Các kinh sư và người Pha-ri-sơ coi đây là cái cớ để tố cáo người. Người biết rõ điều đó và đã hỏi họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ?" Đồng thời, mặc cho ngày Sa-bát một ý nghĩa mới. Theo luật Gia Thái, ngày Sa-bát là ngày dành riêng cho Thiên Chúa. Vào ngày này, mọi hoạt động trần thế dường như được ngưng lại để dành trọn cho Thiên Chúa. Chính vì thế, đã không ít lần trong Kinh Thánh, những người Pha-ri-sêu đã công kích, phản bác Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài khi Ngài làm những phép lạ và chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Họ cho rằng người đã lỗi luật Mô-xê. Ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ? Đó là câu hỏi mà Chúa đã đặt ra cho người Pha-ri-sơ để họ nhận ra sai lầm của mình. Quả thật, ngày Sa-bát là ngày dành riêng cho Chúa. Nhưng xét cho cùng, điều làm Thiên Chúa vui lòng không chỉ là việc giữ ngày Sa-bát theo hình thức, mà chính là việc yêu mến Thiên Chúa thực sự. Tình yêu thì đi đôi với hành động. Đó là việc đem tình yêu Chúa hiện thực hóa trong cuộc sống đời thường của mỗi người. Với chúng ta, những tín hữu Công giáo, ngày Sa-bát chính là ngày Chủ nhật, ngày Chúa phục sinh. Chúng ta có giống những người Pha-ri-sêu không? Chúng ta giữ ngày Chủ nhật vì luật buộc hay vì tình yêu? Chúng ta có đi lễ cho xong nhiệm vụ rồi ra khỏi nhà thờ thì đâu lại vào đấy không? Hay là chúng ta đang sống ngày Chủ nhật với tình yêu Chúa thật sự dành cho Chúa và tha nhân? Câu trả lời được dành xuyên cho mỗi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống theo đúng tinh thần của ngày Sa-bát, là sống với tình yêu Chúa và tha nhân thực sự.